một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 3-3. Và đây sẽ là một trong những trận đấu mà Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV được chơi với một cái ạc level 19 bên cạnh lực lượng quân kháng chiến nha. Hiếu Nguyễn sẽ được sát cánh cùng với hai người đồng minh cùng ở lại cấp level 17 rồi. Và đối thủ chúng ta cũng sẽ là một người chơi ở level 19 và hai người chơi ở level 17. Một trận đấu rất cân bằng với một cái bản đồ có thể nói là cũng khá rộng lớn và có một đường bờ biển ở vị trí trung tâm. Hiếu Nguyễn đang nằm rất gần đường bờ biển anh em ơi. Và ngay từ những phút đầu tiên thì chúng ta đã cố gắng triển khai những tòa nhà công sự, có được những đơn vị lính bộ binh, những đơn vị xây bột để có thể trinh sát và rà soát được bản đồ và chiếm lấy được các thông tài nguyên. Ngay lập tức thì Hiếu Nguyễn cũng đã bắt đầu triển khai được những tòa nhà sản xuất hải quân, đồng thời với một tháp chống hạm ngay lúc này để đề phòng lực lượng của liên đoàn có được những đơn vị tàu Delta thật nhanh tấn công tổng lực chúng ta từ những phút đầu tiên của trận đấu nha. Xe một Coyote của Hiếu Nguyễn cũng đã trinh sát được ở phía bên trong các lực lượng quân tím rồi. Hiếu Nguyễn cũng đã bắt đầu có được những đơn vị tàu Cano Cabin đầu tiên, cố gắng rà soát bản đồ để có thể chiếm lấy được các thông tài nguyên. Việc mà chúng ta có được hai nhà sản xuất hải quân sẽ giúp chúng ta có được nhanh chóng những đơn vị tàu Cano Cabin và đồng thời có thể triển khai được những đơn vị tàu Aliator càng sớm càng tốt anh em ơi, đụng độ với Delta. Như vậy là lực lượng quân xanh đất biển cũng đã triển khai rất nhanh cái đơn vị hải quân level 1 rồi. Và Delta nó vẫn là một trong những đơn vị hải quân có lực đam sức chiến đấu thật sự là rất mạnh mẽ và độ cơ động cao. Lực lượng quân xanh đất biển đã triển khai được đến tầng 2 nhà sản xuất hải quân. Đó là lý do tại sao mà họ đã có được rất nhanh cái đơn vị tàu Delta. Xanh Lam cũng đã có được cái đơn vị xe Fortress ngay lúc này. Và lực lượng quân tím cũng đã có Fortress và lính bộ binh. Xanh Lá Cây cũng đang tập trung rất đông cái đơn vị lính một bên cạnh lực lượng của quân tím ngay lúc này rồi. Vị trí góc 12 giờ ở đây vậy. Bạn ơi cũng đã có thể chiếm được một thùng tài nguyên. Và liên đoàn cũng đã có thể chiếm được cả hai thùng tài nguyên lớn mất rồi. Ưu thế về tài nguyên đã thuộc về phía lực lượng của liên đoàn. Và lực lượng của Hiếu Nguyễn cũng đang cố gắng để có thể nâng cấp nhà chính lên level 3 và đồng thời là sản xuất ra một đơn vị tàu Alligator. Những phút đầu tiên của trận đấu thì tất cả mọi người chơi đều đã dập cuộc một cách rất ok rồi. Xanh Lá Cây đang cố gắng triển khai thật nhiều các đơn vị lính bộ binh. Bạn ấy đang có được đến tầng 4 nhà sản xuất lính rồi. Và rất có thể đó sẽ là một kế hoạch biển người. Ta cũng vừa mới đụng độ với các đơn vị tàu Delta bên cạnh lực lượng của liên đoàn. Nhưng thật may mắn là chúng ta cũng đã kịp thời có được những tháp chống hạm và những đơn vị tàu Alligator. Tiếp tục đụng độ với Delta. Liên đoàn này cố gắng thăm dò chúng ta xem chúng ta đã có những gì rồi. Và cuối cùng là họ cũng đã buộc phải rút lui. Và Xanh Lá Cây cũng đã quyết định là tổng tấn công vào các cước lượng quân tím anh em ơi. Sức mạnh từ cái đơn vị lính bộ binh thật sự là quá mạnh mẽ ngay lúc này. Và xe Fortress cũng đã buộc phải kéo đến rồi. Và có vẻ như xe Fortress đã không đủ lực để có thể đối kháng trực tiếp với cái đơn vị lính bộ binh. Rất nhiều những quả lựu đạn đã được ném ra. Quân tím đang đứng trước một nguy cơ là toàn đến nơi rồi. Lính một xông vào. Còn lực lượng của Hiếu Nguyễn và lực lượng của Xanh Đất Biển cũng đang đối kháng trực tiếp với nhau với các đơn vị tàu Alligator mới Delta. Dragonfly của đồng minh cũng đã tiến rất sâu vào phía bên trong các cứa lượng của Xanh Đất Biển rồi. Đã có rất nhiều những đơn vị tổn thất bên các lực lượng quân tím anh em ơi. Xanh Lá Cây cũng đã tốn rất nhiều các đơn vị đồng minh, nhưng dù sao thì họ cũng có số đông là rất mạnh mẽ ngay lúc này từ phía đồng minh của chúng ta. Hiếu Nguyễn cũng đã triển khai được hai đơn vị tàu Alligator và cũng đang cố gắng bao vây lấy lực lượng của Xanh Đất Biển cái lúc này với hai đơn vị tàu Alligator. Xanh Lam cũng đã kéo lên để có thể hỗ trợ cho đồng minh lực lượng quân tím rồi.
Slakai đã tổn thất hết rồi anh em ơi. Đụng độ giữa Alligator và cái đầu vậy tàu Delta. Chuẩn bị và đang cố gắng để có thể tiêu diệt được cái đầu vậy tàu Delta. Và một đầu vậy tàu Alligator còn lại sẽ cố gắng phá hủy các tòa nhà công sở sản xuất hại của bên cái lực lượng của Liên Đoàn. Nhưng có vẻ là số đông của các đơn vị tàu Delta thật sự là rất mạnh mẽ ở lúc này. Alligator đã phải hứng chịu rất nhiều những quả đạn pháo rồi. Liên Đoàn cũng đã có sự xuất hiện của Viking và chúng ta cần phải hết sức chú ý và thận trọng hơn. Như vậy đã có hai đơn vị tàu Alligator của Hiếu Nguyễn đã buộc phải đi bán phế liệu ngay từ những phút thứ 6 rồi. Lực lượng quân team đã ngay lập tức triển khai các đơn vị C4Tech để có thể phòng thủ được căn cứ ở đây bây. Sunlam cũng đã triển khai được Fortress kết hợp với các đơn vị lĩnh bộ bên 2. Sân đất biển cũng đã sẵn sàng với những phương án phòng thủ căn cứ trên đường biển ngay lúc này. Với những đơn vị tàu Viking kết hợp với cả Delta. Ổn áp rồi. Cả 6 người chơi đều có những chiến thuật riêng của các bạn ấy rồi. Và Hiếu Nguyễn vẫn tiếp tục cắm ra thêm những tháp chống hạm để có thể đề phòng những phương án tấn công tổng lực bằng các đơn vị tàu Delta cũng như là Viking bên cả lực lượng của Liên Đoàn quân sân đất biển ngay lúc này. Và cũng đã sản xuất thêm cái đơn vị tàu Alligator và chúng ta cũng đã được có được một nhà sản xuất hải quân thứ 2 ở level 2. Sân lá cây vẫn tiếp tục với những kế hoạch là cái đơn vị lính bộ binh. Và bây giờ bạn ấy còn sản xuất thêm cái đơn vị C2 nữa anh em ơi. Delta đã xuất hiện rồi. Và Alligator đã sẵn sàng để có thể đối kháng trực tiếp với Delta. Số đông bên em ơi, có rất đông cái đầu vị tàu Delta. Chúng ta đã phải lùi vào phía bên trong để có thể cho được cái đầu vị tham chống hạm chúng ta có được tầm bắn tốt hơn. Và cái đầu vị Alligator chúng ta cũng đã sẵn sàng để có thể đối kháng trực tiếp với Delta. Liên Đoàn đã hơi bị chủ quan khi mà các bạn ấy có được khoảng hơn 10 đơn vị tàu Delta và 3 đơn vị tàu Viking thì các bạn ấy đã tổng tiến công chúng ta ngay lúc này ở phút thứ 8 rồi. Nhưng đâu có ngờ là Hiếu Nguyễn có thể có được đến tầng 3 tháp chống hạm và rất nhiều cái đơn vị tàu Alligator. Chúng ta chỉ mới sử dụng một item đỏ thôi, một item tổng số phòng thủ màu đỏ thôi anh em ơi. Alligator đang phải hứng chịu rất nhiều những quả ngư lôi từ cái đơn vị tàu Viking và đồng thời thì Viking cũng phải hứng chịu rất nhiều những quả ngư lôi từ cái tháp chống hạm của chúng ta ngay lúc này. Và Lido thật sự đã toàn hết cả trận địa rồi. Cả một hạm đội lớn với 3 đơn vị tàu Viking và hơn 10 đơn vị tàu Delta đã bị bán phế liệu gần hết rồi anh em ơi. Đơn vị tàu Delta cuối cùng cũng đã buộc phải đi bán phế liệu ngay lúc này. Sân lá cây lại tiếp tục đụng độ với lực lượng của team ở phía trên và họ đã có được khoảng 5 đơn vị C4Tech ngay lúc này. Và sân lá cây cũng đã có được rất nhiều cái đơn vị buôn đồng thời kết hợp với 3 đơn vị C2 Abadillo. Tiếp tục là một sự tranh giành lấy tài quyền. Và sức mạnh từ các đơn vị lính bộ binh bên cạnh lực lượng của quân sân lá cây đã được phát huy. Các đơn vị lính 2 kết hợp với 4 đơn vị C2 Abadillo đã làm việc rất tốt và chắc chắn là đã có thể chiếm được tài quyền. Hiếu Nguyễn cũng đã ngay lập tức sử dụng 2 đơn vị tàu Alligator tiếp cận lấy vị trí của thùng tàu nguyên lớn ở trên biển ở lúc này. Ngay sau khi chúng ta đã có thể phòng thủ được căn cứ trước một hạm đội rất lớn từ cả lực lượng của Liên Đoàn quân sân đất biển thì chúng ta đã quyết định là chiếm lấy tài quyền. Dâng cao đội hình ra phía bên ngoài và sẵn sàng để có thể ứng phó tiếp tục với các đơn vị hải quân bên cạnh lực lượng của Liên Đoàn. Quân vàng cũng đã chiếm được một thùng tàu nguyên rồi. Và tiếp tục là sự xuất hiện của Viking kết hợp với các đơn vị tàu Delta bên cạnh lực lượng của Liên Đoàn. Và họ cũng lại mắc sai lầm thêm một lần nữa rồi. Có số đông nhưng vẫn chưa đủ anh em ơi. Alligator đang cố gắng di chuyển và chúng ta cũng đã có thể chỉ được một thùng tài nguyên. Một sự kết hợp giữa cơ động cao của các đơn vị tàu Delta và đồng thời là các đơn vị tàu Viking ngay lúc này là cũng rất hợp lý rồi. Nhưng Alligator của chúng ta đã có được những sức mạnh về máu và giáp ngay lúc này là khá ổn áp. Ta đã có chất lượng rồi đây vậy. Và ngay sau khi chúng ta đã tiêu được các đơn vị tàu Viking thì đồng thời lực lượng của Hiếu Nguyễn cũng đã mất đi khoảng 4 đơn vị tàu Alligator và bây giờ đang quan truy đuổi theo các đơn vị tàu Delta bên cạnh lực lượng của Liên Đoàn.
Đồng minh quân vàng là một người chơi, người Việt Nam. Bạn ấy cũng đã có thể triển khai được các đơn vị tăng gia gua kết hợp với các đơn vị xe diễm lên lúc này. Xanh lá cây cũng đã có được các đơn vị xe 2 và tiếp tục sản xuất thêm các đơn vị lính bộ binh 2. Có lẽ bạn ấy đã sẵn sàng cho một đợt tổng tiến công rồi. Ngay lúc này thì tình hình chúng ta vẫn chưa thể chính xác được ở bên trong căn cứ lực lượng quân Sơn Lam, và chúng ta thật sự là không biết họ đã có những gì anh em ơi. Sơn Lam vẫn còn là một ẩn số rất lớn ở lúc này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem bên cạnh lực lượng của leader họ đang có những gì và chiến thuật của họ đang là ra sao nha. Sơn Lam đã kéo lên để có thể hỗ trợ cho lực lượng quân tiến phòng thủ căn cứ ngay lúc này với các đơn vị xe Fortress để có thể đối kháng trực tiếp với các đơn vị lính bộ binh bên cạnh lực lượng của Sơn Lam cây. Quân tiến cũng đã bắt đầu lên nhà và dần nhà vào phía bên trong. Lực lượng của Sơn Lam cũng đã xây dựng ra rất nhiều các tháp phòng thủ. Đồng thời thì họ cũng có lính 2, xe Fortress và đồng thời là các đơn vị xe quân sự level 2, tăng Hammer. Lực lượng quân xanh Đức Biên thì cũng đã triển khai được rất nhiều các đơn vị tàu hải quân Delta kết hợp với các đơn vị tàu Viking và Saclo bên cạnh lực lượng quân xanh Lam cũng đã kéo xuống rồi, sẵn sàng để có thể phòng thủ căn cứ ở khắp mọi nơi. Và tình hình ngay lúc này chúng ta thấy được rằng lực lượng quân xanh Lam đang chơi rất hay anh em ơi. Xanh Đức Biên thì cũng đã chơi khá đúng bài rồi khi bạn ấy đã cố gắng dồn sức ra phía bên ngoài để chuẩn bị phòng thủ căn cứ ở trên biển. Bảo vệ đường biển là rất quan trọng nha. Và Sơn Lam là một người chơi vừa nằm gần đường biển và vừa ở trên bộ, thì bạn ấy cũng đã triển khai được các đơn vị xe cơ giới với độ công cao, đó chính là các đơn vị tăng Hammer, để có thể cần thiết là có thể kéo lên phía trên để có thể hỗ trợ đồng minh ngay lập tức nha. Và Sơn Lam cây cũng đã sẵn sàng tổng tiến công rồi. Sơn Lam cây vẫn chưa biết ở bên trong đang có những gì anh em ơi. Sống qua rồi, Amarillo đã đi trước rồi và các đơn vị lên hai đi theo phía đằng sau. Bắn phá tổng lực và đối kháng với các đơn vị xe Fortress ngay lúc này là rất đúng rồi. Nhưng không biết có ổn hay không. Amarillo đang cố gắng xuyên vào phía bên trong. Xe Fortress đã gần như đã tiêu diệt rất nhiều các đơn vị lính bộ binh bên cạnh lực lượng của Sơn Lá Cây. Nhưng Sơn Lá Cây bạn ấy vẫn còn có các đơn vị xe 2 Amarillo. Với tốc độ di chuyển là rất nhanh, hoàn toàn vượt trội hơn với các đơn vị xe Fortress bên cạnh lực lượng của Lidoan. Và bạn ấy cũng đã di chuyển vào phía bên trong. Và quân tiến cũng đang hơi bị rối rồi, và quân tiến cũng đang có được cái đơn vị tăng rớt rồi anh em ơi. Ngay lập tức thì Saclo bên cạnh lực lượng của quân xanh lá cây đã kéo lên một cách rất kịp thời. Có vẻ mọi thứ đã rất ổn rồi lực lượng của chúng ta. Nhưng Saclo bên cạnh lực lượng của đồng minh lực lượng quân xanh Lam đã kịp thời kéo lên hỗ trợ phòng thủ cho căn cứ lực lượng quân tiến ngay lúc này. Rất đúng lúc và rất tuyệt vời. Amarillo vẫn đang cố gắng di chuyển, nhưng tốc độ di chuyển của Amarillo là không thể nào so sánh lại với cái đơn vị Saclo bên cạnh lực lượng của Lido của Salam. Salam Cây là một trong những người chơi hệ tấn công danh. Bạn ấy đã quyết tâm sử dụng cái đơn vị C2 kết hợp với cái đơn vị lên bộ binh 1 và cả level 2. Và đến phút thứ 14 thì bạn ấy đã có được 2 đợt tổng tấn công liên tiếp vào các lực lượng quân tím rồi. Tuy nhiên thì quân tím và cả lực lượng đồng minh của bạn ấy cũng đã có những sự hỗ trợ và tương trợ với nhau rất tốt nha, và rất tuyệt vời, đảm bảo được sự an toàn của căn cứ của tất cả mọi nơi. Thì Nguyễn đã có thể trinh sát được ở bên trong căn cứ lực lượng của Liên Đoàn với một đơn vị chiến đấu cơ. Chúng ta đã nắm rõ được tình hình hơn rồi, và các đơn vị tàu Aliaton của Hiệu Nguyễn bắt đầu tiến công đụng độ với các đơn vị tàu Viking cũng như là Delta bên cạnh lực lượng của Liên Đoàn. Tiếp tục là một sự đụng độ và chạm trán bên trên biển rất đông và rất khủng khiếp với các đơn vị tàu Alligator, Viking và các đơn vị tàu Delta. Alligator đang vùng phải rút lui rồi anh em ơi. Chúng ta không biết lực lượng của Liên Đoàn đã có được bao nhiêu các đơn vị tàu Viking và sức mạnh mạnh mẽ của họ ra đang làm sao. Chúng ta vùng phải rút lui trước đã. Và ngay lập tức lực lượng của địch này cũng đã tổng lực dồn lực lên tấn công chúng ta. Và chắc chắn là họ đã muốn có thể chiếm lấy được một thông tài nguyên. Và chúng ta cần phải đánh nghi binh để có thể lôi kéo họ quay trở về trận đấu với chúng ta, để cho một đơn vị tàu Alligator có đủ sức và thời gian để có thể chiếm lấy được một thông tài nguyên. Sơn Lá Cây cũng đang cố gắng để có thể chiếm lấy được một thông tài nguyên lớn ngay ở vị trí phía trên này. Delta đồng độ với Alligator. Các đơn vị hải quân đang cố gắng di chuyển liên tục qua đây bơi.
Sao đất biển và cả của Hiệu Nguyện vẫn đang cố gắng di chuyển một cách liên tục để có thể thăm dò được dầu. Đụng độ và vào dầu đến rồi. Vào rồi. Lực lượng của Liên đoàn đang có những nước đi, những di chuyển để có thể vừa chỉ đường tàn vi và vừa đồng thời phòng thủ được căn cứ nha. Bạn ơi, vẫn không dám chắc chắn là chúng ta có chiếm tàn vi hay không, hay là chúng ta tấn công tổng lực vào căn cứ của họ đây. Cho nên bạn ơi, vẫn còn đang rất thận trọng và dè chừng. Delta bên cái lực lượng quân xanh nước biển cũng đã kéo xuống rồi, nhưng chúng ta cũng đã bắt đầu triển khai thêm các đơn vị tàu Alligator để có thể kéo xuống phía bên dưới đây rồi. Hầu hết các đơn vị tàu Delta của các lực lượng của liên đoàn cũng đã bị chúng ta tiêu diệt hết rồi anh em ơi. Alligator tiến công vào phía bên trong. Quân xanh lam cũng đã có sự xuất hiện của rất nhiều các thái phản tên lửa và đồng thời là các đơn vị sạc lộn. Ali đã không chịu nổi rồi. Liên tục di chuyển các đơn vị tàu Alligator. Chúng ta cần phải di chuyển một cách thường xuyên hơn để cho lực lượng của liên đoàn không biết chúng ta đang đi đâu. Và liên đoàn cũng đã hơi bị rối rồi, đi lên rồi lại đi xuống anh em ơi. Chắc chắn là bạn ấy cũng đang rất lo rằng là chúng ta không biết sẽ tấn công ở vị trí nào. Và ngay lập tức thì có một đơn vị tàu Alligator ta vừa bắn phá vào một đơn vị tàu VK bằng cái lực lượng của liên đoàn. Tâm lý của phía lực lượng quân xanh nước biển cũng đã hơi bị rối khi không biết chúng ta tấn công ở đâu đây. Phục thử 17 rồi. Tiếp tục là sự va vào nhau giữa các đơn vị tàu Alligator và Viking. Dù là Hiệu Nguyện cũng đã có sự tổn thất của các đơn vị tàu Alligator, nhưng Viking đã tổn thất nhiều hơn chúng ta rất nhiều và chúng ta chỉ mới sử dụng các item xanh thôi. Lực lượng quân vàng cũng đã có được sự xuất hiện của một đơn vị Hero Leviathan, đã sẵn sàng cho một tiến công tổng lực ở trên biển ngay lúc này. Phút thứ 18 nha. Hiệu Nguyện cũng đã có được sân bay thứ 3 đến nơi. Và nhà sản xuất máy bay Level 2 thứ 2 cũng đã xuất hiện rồi, sẵn sàng cho những đợt phụ tấn công bằng các đơn vị chiến đấu cơ Level 2. Leviathan tiến công vào phía bờ trong, đụng độ với các đơn vị tàu Viking và Delta. Hết đi. Đúng rồi. Một quả tên lửa hạt nhân mini với lực đam công phá rất mạnh mẽ, nhưng Leviathan của quân vàng đã chịu không có nổi rồi. Ta đã tạo cơ hội cho đồng minh để có thể làm được các hợp đồng nhưng không thành công. Cyclone cũng đã xuất hiện ra phía bên ngoài đường bờ biển rồi. Xanh lam chơi rất hay và rất ồn áp ngay lúc này. Nhưng mà là Lido đã quyết định là tổng tấn công ra phía bên ngoài đường đồ với rất nhiều các đồng vị tàu Alligator của Hiệu Nguyện có lúc này đâu anh em ơi. Ali có khả năng phòng không rất tốt, và những tháp pháo đã có thể đủ sức bắn phá vào các đồng vị tàu Viking cũng như là Delta. Và chỉ động cơ của Hiệu Nguyện cũng đã vừa mới bay ở trên bầu trời, và ngay lập tức thì các đồng vị sạc đồ cũng đã đi bán phế liệu hết cả rồi. Rút lui thôi, chỉ động cơ đã rút lui rồi. Tiếp tục đặt thêm nhiên liệu qua đây bầy. Liên đoàn có sạc lô thì chúng ta cũng đã buộc phải sản xuất thêm các đơn vị xe nhiễm để có thể phòng thủ được căn cứ rồi ngay lúc này rồi. Và chiến đấu cơ cũng đã sẵn sàng để có thể có được những phương án chiến đấu cơ động cao. Xanh lá cây cũng đã sẵn sàng với rất nhiều các đơn vị xe hạ Abadillo, có cả chiến đấu cơ, và quân vàng cũng đã sẵn sàng với các đơn vị tàu Yago và cả xe nhiễm rồi. Phút thứ 20. Lực lượng Viking đang cố gắng phòng thủ tới cùng ở các cơ lực lượng xanh đất biển ngay lúc này với 3 dàn xuất hải quân. Nhưng chỉ có một trong số đó là ở level 2 thôi anh em ơi. Và như vậy là thật sự là vẫn không đủ lực với lực lượng của Hiệu Nguyện ngay lúc này, với các đơn vị tàu Alligator là rất độc già. Và càng về sau thì Hiệu Nguyện vẫn đang trở nên mạnh mẽ hơn với rất nhiều các đơn vị hải quân. Chúng ta
ta vừa mới nhắc nhở đồng minh là không phải di chuyển các đơn vị C2 Amarillo tấn công tổng lực vào điểm C. Và chúng ta sẽ đánh vào điểm C luôn anh em ơi. Và lực lượng quân vàng sẽ cần phải tấn công tổng lực ở vị trí căn cứ lực lượng quân xanh lam. Chúng ta sẽ dùng toàn bộ lực lượng tấn công vào căn cứ lực lượng quân xanh đất biển ngay lúc này. Sẽ có một đợt tổng tấn công ở tất cả các hướng nha. Gây sức ép và dồn ép liên tục với lực lượng của Liên Đoàn. Và bây giờ chính là thời cơ chín muồi để có thể tổng tiến công được rồi. Liên Đoàn và đang cố gắng phòng thủ các cứ tới công qua đây bây. Ngay lúc này thì Nguyễn vẫn không còn sử dụng bất kỳ một item nào nữa cả rồi. Chỉ được còn ta vừa bay trên không, bắn phá ngay tất và các thái phòng thủ bắn tên lửa tầm xa bên cái lực lượng của Liên Đoàn của Salam. Salam đã di chuyển để một đời rất đúng nha. Có đang hỗ trợ phòng thủ cho cả hai cánh ngay lúc này. Nhưng các bạn ấy vẫn thiếu các đội vệ xe phòng không. Cyclone cũng đã buộc phải kéo ra phía bên ngoài phòng thủ căn cứ chất lượng của bên của họ rồi. Và cuộc tiên cũng đã kéo xuống rất nhiều các đội vệ tăng dưới ở đây bây. Cố gắng hỗ trợ nhau và phòng thủ căn cứ tới cùng cho đồng minh rất tuyệt vời. Những người bạn đồng minh rất tuyệt vời. Động cơ ông ta đã lượn ở trên bầu trời và ngay tất cả đội vị chiến đấu bên cạnh lực lượng của Liên Đoàn cũng đã tan nát hết cả rồi. Và bây giờ chúng ta đang chờ đợi thông minh có những đòn tấn công tiếp theo. Khi mà không quân đã hoàn toàn quét sạch được rất nhiều các đội vị và cơ sở hạ tầng phòng thủ bên cạnh lực lượng của Liên Đoàn, thì đây chính là thời cơ tốt nhất cho lực lượng của chúng ta tổng tấn công. Đồng minh vẫn còn đang cố gắng là có thể lấy được các thùng tài nguyên trước đã rồi. Nhưng không cần thiết nữa đâu anh em ơi, chiến thắng đã rất gần với chúng ta rồi. Các đơn vị tàu ngầm của Hiệu Nguyện của Soviet TV cũng đã nằm rất gần ở căn cứ lực lượng quân xanh đất biển cái lúc này. Leviathan vừa mới ân tì. Và mục tiêu của vàng sẽ là tổng tấn công vào căn cứ lực lượng quân xanh lam. Kết thúc trận đấu đây thôi. Đầu cơ của ta cũng đang bay ở trên không. Bắn phá liên tục vào các đơn vị tờ sạc lơ bên các lực lượng của Liên Đoàn. Lực lượng quân tỷ bắt đầu kéo xuống các đơn vị tăng rớt rồi, có cả xe phòng không. Ba mặt trận đang tổng tiến công anh em ơi, tổng cầm cũng đã bắn ra những quả tên lửa tầm xa. Sẽ là cây cũng đang kéo lên phía trên rồi. Ba mặt trận tổng lực tấn công, đúng rồi. Ngay sau khi lực lượng của team đã kéo xuống được có thể hỗ trợ đồng minh thì chúng ta cũng đã tổng tiến công lên phía trên. Liên Đoàn đã thật sự là bỏ tay hoàn toàn. Các đơn vị tổng cộng của chúng ta cũng đã liên tục bắn ra những quả tên lửa tầm xa và các tàu dàn công sự và các lực lượng quân xanh đất biển ở lúc này ở phút thứ 24 nha. Slakai đã cố gắng sử dụng các đơn vị C2 cài quét qua tất cả mọi nơi rồi. Kết thúc thật sự với lực lượng của Liên Đoàn. Các bạn ấy đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không đủ lực để có thể hỗ trợ phòng thủ cho đồng minh ở cả hai cánh. Lực lượng của team cũng đã cố gắng di chuyển ở khắp mọi nơi. Bạn ấy cũng đã hơi bị rối rồi. Xanh lam và xanh đất biển thật sự đã toàn hết cả rồi anh em ơi. Team đang cố gắng quay trở về để có thể phòng thủ căn cứ ngay lúc này ở phút thứ 25. Chúng ta cũng đã sẵn sàng với một quả tên lửa hạt nhân. Đó sẽ là điểm dẫn để có thể kết thúc trận đấu luôn anh em ơi. Quân team đã có được rất nhiều các đơn vị lực lượng kết hợp với các đơn vị tăng Hammer và đang cố gắng di chuyển theo phía đằng sau các đơn vị Amarillo của lực lượng quân xanh lá cây. Bằng phá và cố gắng tiêu diệt mất các đơn vị Amarillo và quân team đang cố gắng tới cùng nha. Mặc dù là trung tâm chỉ huy của bạn ấy cũng đã đi bán phế liệu mất rồi. Xanh đất biển và cả xanh lam đã bị rời bỏ ra khỏi cuộc chơi hết cả rồi anh em ơi. Không còn gì để có thể phòng thủ được căn cứ ngay lúc này. Quân team cũng đã tàn nát rất nhiều những tòa nhà công sự rồi.
ta đã dồn lực và tổng tấn công đúng một lần. Và sau đó là giành lấy chiến thắng ở trong trận đấu lần này là chắc chắn rồi anh em ơi. Tuy nhiên thì Liên Đoàn cũng đã chơi rất tốt, bọc lót cho nhau rất tốt rồi. Nhưng có vẻ là sức mạnh của các đơn vị hải quân cũng như là các đơn vị xe cơ giới của các bạn ấy vẫn chưa đủ lực để có thể đối kháng trực tiếp với chúng ta. Một team đang cố gắng để có thể khôi phục lại căn cứ rồi anh em ơi. Và mọi thứ vẫn còn đang ở phía đằng sau. Như vậy là team đã quyết định là bám trụ lại tới cùng. Chúng ta đã có được 3 sân bay và rất nhiều các đơn vị không quân. Chiến đấu cơ ông ta cũng đã bay ở trên không với lực lượng của xanh lá cây. Các bạn ấy cũng đang cố gắng hết sức mình để có thể phòng thủ được căn cứ ngay lúc này. Nỗ lực không ngừng nghỉ rồi. Chắc chắn lực lượng của team đang cố gắng chơi tới cùng rồi. Xanh lam và cả quân xanh đất biển đã rời bỏ cuộc chơi hoàn toàn. Xanh lam đang cố gắng di chuyển lên phía trên các đội bộ lính bộ bên đại bời và đây là phút thứ 28 của trận đấu nha. Ta đã sẵn sàng cho đó là tổng tiến công cuối cùng. Đúng đó rồi. Một team vẫn còn có tăng dốt, tăng hà bờ và cắt đầu với lớn bộ bên vật lưu xanh lá cây và có rất nhiều cắt đầu với lớn bộ bên một nha. Và vào nhau. Đối kháng trực tiếp với nhau ngay lúc này rồi. Ta có số đông lực lượng của Liên Đoàn để có được rất nhiều cả đầu với tăng dốt ngay lúc này. Nhưng tăng dốt vẫn không đủ sức để có thể đối kháng với số đông của chúng ta. Quân tím đang quan bám trụ là tới cùng rồi. Đánh rất ổn mà rất lực lượng quân tím ơi. Cho dù khó khăn đến đâu thì các bạn ấy cũng đã cố gắng hết sức mình. Và như vậy là rất ổn rồi. Slam cũng đang cố gắng để có thể quay trở lại trận đấu ngay lúc này rồi anh em ơi. Đã xuất hiện một dấu chấm rồi. Phút thứ 30. Thì vẫn còn đang cố gắng và nỗ lực phòng thủ căn cứ tới cùng. Chúng ta cũng đang chờ đợi thêm một quả tên lửa hạt nhân. Anh em thấy trận đấu này như thế nào, đã làm sao thì hãy cứ bình luận xuống bên dưới cảm nhận của em vào trận đấu này nha. Một trận đấu rất hay và rất ồn áp khi mà chúng ta cùng với đồng minh đã phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Và tổng tấn công ngay lập tức thì lực lượng của Liên Đoàn đã hoàn toàn bị tiêu diệt hết cả rồi. Và một quả tên lửa hạt nhân để có thể kết thúc lại trận đấu và là một điểm nhấn cuối cùng trên trận đấu lần này. Và đang còn chưa kết bạn Zalo với mình thì hãy nhớ kết bạn nha, 0924762081, 0924762081 nha. Chúng ta hãy cùng vào nhóm Zalo và cùng kết bạn, cùng có những người đồng minh tuyệt vời và cùng có những trận đấu 2-2 và cùng được lên TV. Hạt nhân đã đổ rồi. Một dấu chấm hết thật sự ở đây mày. Và ngay lúc này thì chúng ta vẫn chưa phát hiện được lực lượng Liên Đoàn đã có được một tòa nhà trung tâm chỉ huy ở vị trí này. Chúng ta cứ nghĩ là mọi thứ đã trôi qua, chúng ta cứ nghĩ là chiến thắng rồi. Nhưng đâu có ngờ là ngay lúc này lực lượng của Liên Đoàn đã xuất hiện có hai nhà tòa nhà trung tâm chỉ huy. Chỉ đầu cơ ông ta cũng đã vô chính xác ở trên không. Liên Đoàn vẫn đang cố gắng thêm một lần nữa rồi. Các bạn ơi, đang cố gắng khôi phục lại căn cứ ở đây mời. Sẽ có một kế hoạch gì đó rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem cái đó là gì nhá.
Anh em thấy trận đấu này như thế nào, đã làm sao thì hãy cứ bình luận xuống bên dưới cảm nghĩ của em về trận đấu này. Và thấy hay thì hãy nhớ cho mình thêm giữ được like, ủng hộ thêm tinh thần cho mình. Bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Đây rồi, một sự đụng độ và chạm chạm cuối cùng bên cái đất lượng của Lý Đoan và đất lượng bên của chúng ta. Chúng ta có số đông và mọi thứ đã thật sự là kết thúc với Lý Đoan. Chiến thắng là chắc chắn rồi anh em ơi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những trận đấu lần sau nha. Chiến thắng rồi. Nói thật căng và những trận thật khó, và sẽ khói nước đó và bom cứ rơi. Và tao luôn cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Hãy nhớ bấm like và hãy luôn subscribe nha. Hãy luôn kết bạn Zalo với tao theo số 0924762081, và chúng ta hãy cùng vào nhóm Zalo và cùng sát cánh với tất cả mọi người. Ai là thủ cuộc, và với tao một trận chiến sẽ luôn sát cánh cùng anh em. Nói thật rằng những trận khó sẽ khỏi đứng đó và tao bơi, chỉ cố gắng những trận đó tăng dẫn đứng đó và bóp rây. Yo, tất cả sẽ luôn có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV, và hãy luôn nhớ bấm like và hãy nhớ bấm subscribe nha. Kết bạn Zalo với tao, và tất cả sẽ cùng được sát cánh với nhau.